thỏa sức thưởng thức những món ngon từ thực đơn phong phú, đa dạng từ món nhắm đến món chính mà giá chỉ 2,95 cành một người. Tag ngay hội bạn bè mê chén chú chén anh vào clip này để lên kèo cuối tuần ngay. Ai mà hay đi đường Cách Mạng tháng 8 thì chắc chắn sẽ biết chỗ này. Nhà hàng Lan Anh, một địa điểm hội họp siêu nổi tiếng tại Sài Gòn, được truyền tai là món nào cũng ngon, không gian còn rộng rãi sạch sẽ. Tôi lựa ngay chiếc view ngoài trời thoáng đãng, cuối tuần rủ bạn bè đổi gió đến Lan Anh thì khá hợp lý luôn. Cái giá vé là 360.000 trên một khách. Thì mình sẽ có là khoảng hơn 40 món. Có những cái món gọi là signature của quán, cánh gà nhồi chả nghêu, bò nướng tiêu rừng chấm với lại muối tiêu rừng Tây Bắc. Mọi người cứ thoải mái gọi món. Trùm phá mồ như tôi siêu thích điểm này, có thể thưởng thức nhiều món mà không cần lo về giá cả. Còn lý do vì sao á? Vì menu 360 cành, nhưng khi mua tại Hot Deal giảm còn 295 cành thôi. Lưu ý là giá vé này chưa bao gồm nước nha mọi người. Các món được chăm chút kỹ càng để tôi zoom cận cho mọi người xem nè. Theo khẩu vị cá nhân với tôi thì các món đều ngon, nêm nếm đậm vị, gấp một đũa xong nhấp một hơi thì bá cháy. Lỡ tay thôi mọi người. Nhưng mà nhờ vậy mới thấy được các bạn nhân viên ở đây siêu nhiệt tình mà nhanh nhẹn, không hề khó chịu xíu nào luôn. Nói chung là 10 điểm. Địa chỉ quán tôi để ở đây, còn mua ở đâu được giá tốt thì mọi người biết rồi hen.